Pino LV 135 từ 2, 25 từ 2 là góc xéo bà con. Có đèn luôn. Đèn gió. Rồi chai đó ok. Nghiêng 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 cho đẹp nha, nghiêng đừng cho đổ. Khoai đổ nước nha bà con. Trước tiên khoai đổ nước tạnh đi xúc cái kép nước, sau này đổ nước xanh nha, nên khuyến cáo dùng nước xanh nha. Nước xanh sẽ tăng tuổi thọ kép nước bền hơn. Tuyệt đối không. Tuyệt đối không được mở đổ nước sông, nước ao nha bà con. Không phải xử này nè, đó, chảy ra hết nước dơ nè. Phải xúc nha bà con, bắt buộc phải xúc. Để trước khi lắp kép, trước khi bán thử kép nước này rồi. Thử có lủng xì không? Đây là mẫu xuất khẩu rồi bà con. Mẫu tiếng Anh. Mẫu tiếng Anh luôn bà con, mẫu là mẫu xuất khẩu. Đẹp bà con ơi. Con nào có nhu cầu alo à. Đây test thử hai con rồi bà con. Giao hàng 24/24 nha, phục vụ bà con suốt nha. OV 125 Wikino Puta 125 12 người gửi hết rồi con. Chào trên đó kìa. Rồi. Rồi cho 3 lít. Nãy 3 lít, nước xịn này thì tính tiền. Ok rồi, việc đi. Rồi mở xăng lên ga đi. Tiếng Anh luôn, mỗi xuất khẩu à. Rồi. Quên lum chúng lum. Nó mở rồi. Tắt đồng hoàng nó mở nha. Được nhanh vượt ra cách xịt liền. À, xịt chứ nó cây có quất vô nhơ nhông nổ công. Muốn chăm, kiểm tra cái gì mà tắt máy đồng hoàng. Chăm đầy đủ luôn đi rồi nặng coi về khỏi mất công thay nhớ tới gì mình chạy chạy khoảng tháng thay. Ủa chứ nào vậy con? Ê, chứ nào vậy? Nhớ không sao á. Phải nhớ tốt không? Nhớ tốt không vậy? Nhớ tốt không à. Tại em trả tiền nhớ tốt rồi đó. Thêm tiền nhất nước này để chạy luôn anh. Tao có xài xài nhất đặt xong. Một buổi gì đó xả ra nóng mặt lại nha. Xả rồi nóng lại ha. Lúc này nó dính bên không đổ nữa nha. Rồi cái khác đi rồi dài cái sao đổ nước này nha. Để cho nó nóng á. Đừng có chạy nó nữa, tại nó có dầu nguyên máy trong á. Vậy. Dầu nguyên máy trong máy mình đó. Về anh chạy xong xả ra nóng lại. Rồi đổ nước mới vô để nó ghim bên. Vài bữa xài lại tiếp. Xài mấy xăng mới gì cũng được.
Chưa mà. Rồi chạy rồi anh. Chưa để quay cái đó quay anh. Yên tâm đi, để bà Hạnh mà anh lo gì. Anh quan trọng chạy nhớt cho đó. Yeah, quan trọng nhớt á, quan trọng thì trọng nhớt. Nước xanh nha anh, mua 150 ngàn nước xanh đổ vô. Bao xa suốt rồi đúng rồi. Cái gì cái chứ mua tại gần cái chục năm. Ồ, nó ba vậy hả? Anh xài đúng cái nhớt. Chạy nước xanh nha. Đúng nhớt, đúng nước là ok. Nước hả? Nước cái nhiệt á. Nhiệt á. Nó chạy hoài luôn, anh không thay vô chứ. Là cái nước nó mới tinh hoài trong lốc luôn. Đâu có đổ chắc được, đổ phải đâu có, cái lò hẹn của nó làm sẵn cho anh à. Giờ pha sẵn cho anh luôn, cứ đổ vô thôi. Là đổ bị chắc luôn á. Đâu có, pha sẵn pha kiêng à. Có chai dành kiêng đặt kiêng luôn, lấy ra cho coi nè. Có phải như ngày xưa đâu. Xưa là mua lon đổ vô phải pha. Cái càng 4 lít đó chứ vậy. Đúng rồi. Càng 4 lít là mình đổ vô mình xài khỏi có cái. Khỏi rồi, anh đừng có pha. Nó pha đúng nó rồi, nó pha. Thì đó. Còn hồi xưa là có lon phải pha phải không? Lon phải pha. Giờ khỏi chỉ nó pha rồi, chấm dứt ở đây luôn đi con. Nước xịn nha.